Vâng, kính thưa quý vị khán giả bốn phương, à báo, nhạc sĩ, ca sĩ Ngô Sĩ Ngọc, một chàng trai rất đa tài, với tiếng hát, với những sáng tác của mình, với tiếng kèn, tiếng sáo, đã làm cho mảnh đất cao nguyên đá Đồng Văn, tỉnh Hà Giang ngày càng được bạn bè thế giới bốn phương, kiều bào ta ở trong nước và ngoài nước hết sức mến mộ. Vâng, à báo tên đầy đủ là Ngô Sĩ Ngọc, nhạc sĩ, ca sĩ, sinh năm 1988, quê ở xã Nghệ Đồng, huyện Tân Kỳ, tỉnh Nghệ An, miền Trung Việt Nam. À báo là sinh viên của trường Cao đẳng Văn hóa Nghệ thuật Việt Bắc, học khoa thanh nhạc 4 năm tại Thái Nguyên. Sau khi tốt nghiệp thì à báo được rất nhiều các đoàn nghệ thuật của các tỉnh Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình mời về đầu quân. Tuy nhiên à báo đã từ chối và theo duyên với vợ của mình là một cô giáo lên vùng cao dạy học ở cao nguyên đá Đồng Văn. Và Đồng Văn, Hà Giang trở thành mảnh đất thứ hai của à báo. Vâng, cổ nhân thường nói đất chỉ ở khi ta ở, khi ta đi đất bỗng hóa tâm hồn. Vâng, à báo đến với Hà Giang đã truyền cảm hứng cho vùng đất này với những cống hiến rất lớn để khai phá tiềm năng du lịch cũng như sự phát triển kinh tế xã hội của vùng cao Hà Giang, nơi địa đầu thiêng liêng của Tổ quốc vẫn còn rất nhiều những khó khăn bồn bề ở phía trước. Và à báo đóng vai trò là một sứ giả, là một người truyền cảm hứng để khai phá, để cho mọi người trong nước và ngoài nước biết về cao nguyên đá Đồng Văn, Hà Giang, biết về Tây Bắc của Việt Nam với những nét đẹp của văn hóa, của cảnh quan. Vâng, kính thưa quý vị và các bạn, cao nguyên đá Đồng Văn là một di sản thiên nhiên, địa chất, địa từng của UNESCO và là công viên thứ hai ở Đông Nam Á được Tổ chức Thế giới UNESCO CCN công nhận. À báo là một người rất vui tính, rất hài hòa và rất trí dọn. Vâng. Hương viết về mảnh đất Quảng Bình, trang trang cồn cát, nắng trưa Quảng Bình. Vâng. Rồi viết về quê hương xứ Nghệ, ví dụ như ca khúc Tìm Em Câu Ví Sông Lam được rất nhiều quý vị khán giả bốn phương biết đến và rất là yêu thích ca khúc này. Đây cũng là một ca khúc rất nổi tiếng của ấp báo và ca khúc này hiện tại được rất nhiều quý vị khán giả bốn phương hết sức là yêu mến và thích thú. Rồi ấp báo viết về Hà Tĩnh quê ơi. Vâng, mảnh đất Hà Tĩnh với hồ kẹ gỗ, với sông ngàn sâu, ngàn phố, rồi ta về bến Tam Xoa, vâng, rồi ngã ba Đồng Lộc, vâng, đều là những di tích lịch sử vô cùng tuyệt vời. Chúc cho báo thật nhiều sức khỏe và thật nhiều thành công trong cuộc sống. Chúc cho báo sẽ có những tác phẩm mới, hay và tuyệt vời hơn.